Helios, thương hiệu phụ kiện thời trang cho nam giới vừa ra mắt dòng sản phẩm Helios Black Silver. Đây là hạng sản phẩm tốt nhất của hãng, sử dụng hàm lượng bạc cao, đòi hỏi độ tỉ mỉ và cầu kỳ bậc nhất nên là số lượng rất hạn chế. Nhanh tay tạo điểm nhấn và khẳng định phong cách cá nhân với Helios Black Silver ngay tại link dưới phần mô tả. Bắt đầu mùa 3, Jon Snow được White Grid và các bạn dẫn về nơi đóng quân của man tộc. Dù tên thế hơi lừa vì hội này đào đâu ra cái áo đỏ nào đâu. Đại loại là Jon được dẫn vào một căn phòng toàn tay to mặt lớn. Và thế là Jon quỳ xuống ngay chỗ thằng to và gần đống lửa nhất. Đáng tiếc đấy không phải là Man's Raider vua man tộc mà chỉ là một ông tướng bặm trợn tên là Tormund đang múc bang con gà mà KFC gửi cho quay TikTok Man hóa ra là người đàn ông ngồi bên cửa sổ Ông già ra trách va John xem có chuẩn không Hay lại là gián điệp cai vào Nhưng mà John có biết gì đâu Nên mấy người này tạm tin John không phải gián điệp Và thấy John thế trung thành thì cũng ok không vấn đề gì Được xuống phía nam Tywin Lannister đang làm việc Thì bị thằng con út gọi vào tâm sự mỏng Tyrion bất mãn Khi mình đã cầm quân anh dũng Trong khi thằng cháu hèn về giúp dưới gầm giường Cao tơ được toàn chiến thuyền của Stannis Lại còn giữ chân bộ binh của lão Để Tywin mang lính kỵ về cứu chúa được Thế mà giờ đổi lại ngay khi Tywin về kinh Tyrion bị rút mẹ khỏi ghế Nhét vào cái phòng phòng chật chật hẹp hẹp ừ thì không cần phòng cao quá nhưng ít ra cũng phải có chỗ mà thờ chứ Tyrion giờ đòi bố vì anh trai Jaime là người của đội vệ vương không thể thừa kế gì còn chị thì là phụ nữ nên slot CEO điều hành Casterly Rock pháo đài của nhà Lannister nên thuộc về hắn Tywin bảo giờ cho mày làm CEO ở nhà để mày chở gái về đây chơi à thế nên là chửi cho một trận kể lể chuyện ngày sửa ngày xưa y như một phụ huynh châu Á rồi bảo là cứ yên tâm khắc kiếm một con vợ quyền quý cho mà lấy khiến tyrian cay lắm nhưng mà không làm gì được cùng lúc đó peter bay lắc đã tiếp cận được sansa trong lúc cô đang ngồi đếm thuyền ngoài cảng với shê và bảo là có cơ hội thì chỉ cần sansa đồng ý lão sẽ đưa cô về gặp bác lisa ở xứ veo giúp cô trốn khỏi kinh thành tất nhiên là động tác này đã bị cô trợ lý ross của peter thấy được và vì lòng thương người nên ross mới phím với shê là tin đếch ai chứ tin lão bay lắc là dở vơ lơ nên C cũng cố về khuyên sansa trên vịnh hắc thủy Hóa ra hiệp sĩ Davos vẫn sống Được ông bạn da đen này cứu về Ông da đen kia rủ Davos đi trốn luôn Tại thế của Stannis giờ khác gì mảnh treo chuông đâu Nhưng mà Davos thì là người trung thành Nên là đòi về cho bằng được Khi Davos đang được đi ké tàu về Dragonstone Thì Daenerys ở lục địa Essos bên kia Đang chào con thuyền mua được từ gia sản Daxos Đến Astapo Tại nghe đồn mua quân Unsullied ở đây Thì 300 black men for only 2 pound Lực chiến lên căng lắm Cơ mà vừa mới bước chân xuống cảng Chưa kịp đi đâu Daenerys đã bị một đứa bé gái dụ chơi bóng trong quả bóng không có gì ngoài một con siêu bọ cạp kịch độc may mà có một anh hùng giấu mặt đến cứu có vẻ đây là trò của mấy thằng cha pháp sư ở quát tìm cách trả thù cho ông già ở măng mùa trước cơ mà thôi chạy của đến giờ ca sĩ giấu mặt vừa cứu Danny cởi bỏ mũ trùm và đây không ai khác lại chính là hiệp sĩ Baristan Xiaomi người đã bị bắt hạ cánh non ở đội vệ vương để lấy ghế cho Jamie lên giờ đến đây để phụng sự Danny tại ông biết chả có gì chờ đợi ông ở Westeros chỗ mấy thằng vua con lau nhau đấy cả ngài Baristan đến đây cũng vì lời hứa với cha của Daenerys ngày xưa bảo vệ huyết mạch nhà Targaryen và mình ông cụ này thôi lực chiến đã bằng chục người Commander trở lại Westeros, hiệp sĩ của hành Davos đã về đến Dragonstone và điều đầu tiên Davos làm là cố thuyết phục Stannis dừng nghe lời đàn bà và bắt đầu tính chuyện chiến trinh như đàn ông. Melisandre vặc lại là thua thì nín, và vì ông bảo Stannis không mang Melisandre theo Nên mới không có ai khắc chế hoang hỏa của Tyrion Làm Stannis thua Davos định một dao xử Melisandre Cơ mà đáng tiếc là vẫn chưa bình phục hẳn Quan trọng là kháng AP quá yếu Không trao đổi chiêu thức mõm với người đàn bà đỏ được Nên bị Stannis cho người bắt lại Tống vào ngục Đội quân của Rob hành quân đến pháo đài Harrenhal cái chỗ cháy cháy chảy chảy mà Tywin tạm đóng quân ấy, thì thấy bên trong la liệt xác chết mà xác này liên xem kỹ thì là lính của nhà Tully tức là nhà bố của bà giữa đống xác chết may mà họ cứu được một ông già là tư tế quai Bơn. Ông này có vai trò gì thì chờ các tập sau sẽ rõ Sang tập 2 Ngược lên mãi phía Bắc Bran đang mơ đi bắn chim Cơ mà các anh dậy thế nào cũng không bắn trúng được con quạ ba mắt Thình lình Bỗng dưng trong mơ xuất hiện một chàng trai Và điều đầu tiên ông này bảo với Bran là Lớn chưa mà tự nghịch chim Tại vì con chim kia thực ra chính là Bran Nên giờ tự bắn chim mà trúng thì lại chả khác gì cắm mảnh xanh và đít Bran bừng tỉnh Thì thấy em trai Hai con thực phẩm dự trữ và chị hầu gái vẫn còn ngay đó Thôi thế thì đi tiếp thôi Không ở đây lâu chúng nó lại đến túm cả lũ thì mệt Trở lại cho anh trai ruột của Bran và Recon Rob đang ngồi cạnh đống lửa ở Harrenhal thì lãnh chúa bolton mang đến hai tin không giòn lắm một là pháo đài winterfell bị đốt trụi mất rồi hai thằng em thì mất tích và hai là ông ngoại của rob tức là bố của bà kétlin vừa mới mất rob biết giờ về tận winterfell cũng chả để làm gì nữa cơ mà nghĩa tử là nghĩa tận tranh thủ lúc Tywin về vương đô nhận ghế rob sẽ về quê ngoại đưa tiễn ông đi một đoạn ông già carlstark người bị rob năm lần bảy lượt không cho trả thù bà là nước đi này phí thời gian vờ lờ nhưng mà rob quay lại bảo đây là ông tôi chứ có phải ông ông đâu ông thấy phí là đúng carlstark thì thấy ông chúa con ra nhiều quyết định hèn hèn quá chưa kể còn bộ ước với nhà Frey nên chuyến này toàn vỡ lở. Cơ mà vì thân tình nên mới can ngăn. Ai ngờ bị thằng lấc cức này nó bật lại. Cùng lúc đó, Brian xứ Chat vẫn đang ship Jamie về Vương đô đổi lại hai đứa con gái nhà Stark. Họ muốn trốn khỏi đường lớn cho nó đỡ ổn nào Nhưng vô tình gặp một lão nông dân. Jamie bảo thịt luôn lão này đi cho đỡ lôi thôi. Không lão mách lẻo đến mấy thằng săn mình thì mệt. Nhưng Brian bảo giết người vô tội là không đúng với tinh thần hiệp sĩ nên không truy sát ông già. Một lúc sau, khi Jamie và Brian tự dưng nổi hứng đấu kiếm trên cầu thì đáng tiếc là ông nông dân kia đã chạy đi báo với lộc đệ của Bolton đến bắt cả hai đổi lấy mấy đồng bạc đều đi xuống sâu hơn dưới phương Nam ở Vương đô. Bà già Olenna Tyrell người đứng đầu nhà Tyrell và cũng là người nắm trùm vựa gạo cả lục địa cùng với cháu gái Marjorie Tyrell cái thím được hứa hôn với thằng lỏi con Joffrey gọi Sansa đến uống trà. Hai bà cháu cố cậy mồm Sansa để cô bé kể về Joffrey và dù biết trước là cứ dính máu nhà Lannister là có vài phần mất dậy rồi nhưng mà Olenna không ngờ được cháu gái mình sắp phải lấy một thằng mất dậy đến thế. Marjorie thì sốc toàn tập nhưng mà giờ chả nhẽ đòi hủy hôn lại chả bị chặt cụt bé nó đầu nên phải cố lấy lòng thằng lòi con không nó hành hạ cho thì khổ quay ngược lại lên phương bắc sau khi ăn ngủ cùng man tộc john thấy ông trưởng fan club mu này cũng hay hay thực sự đã thống nhất được một bọn vô tổ chức như này thành một đội quân to vờ lờ lại còn nhiều lực chiến để lên đường xuống phía nam tại sao bây giờ Mans raider lại cố gắng xuống phía nam như vậy câu trả lời john và chúng ta đều biết thừa là người thường thì chống thế bất nào được bọn bóng trắng ở lại thì có mà thành zombie cả lũ thậm chí để tăng tỷ lệ crit tiến đến thành công man còn thu nhận được ngay một thằng thú nhân người có thể xuất hồn gia nhập vào động vật và ông tướng này thì nhập được vào chim chim này này. để soi đường y như mấy thằng bên Assassin Creed và nhờ thằng này soi đường, thì John biết được anh em gác đêm đã thất thủ, bại binh còn vài chục ông tàn tàn rút về về với Bran. Thanh niên dạy cậu không được nghịch chim, giờ đã xuất hiện, thậm chí còn mang theo chị gái đi cùng cho đông vui. Thanh niên này tên là Jason Reed, còn chị gái thì tên là Mira Reed, con của một tỷ tướng trung thành với nestak Howland Reed. Ông nhõi kia còn biết là Bran cũng có khả năng nhập hồn, cơ mà chưa áp đủ level nên chỉ nhập được khi đang ngủ. Hết anh em nhà Stark, giờ chúng ta phải quay sang chị em nhà Stark, Aria cùng với Gendry và thằng bé béo đang đi trên đường thì bị một toán người lớn bắt gặp. Arya đầu tiên định cứng, cơ mà bị bóc mẽ ngay là đeo theo hai quả tạ sau lưng. mấy ông to đầu này tự xưng là hội huynh đệ vô kỳ trận, tức là không đứng dưới ngọn cờ của gia tộc nào mà kiểu hoạt động như Robin Hood bảo vệ dân lành các thứ các thứ. Ông nhiều mồm nhất bọn, dù ba đứa trẻ về hội ăn uống các thứ rồi đi tiếp. Và trông có vẻ là thằng cha cầm cung này không nhận lời từ chối, thế là bọn trẻ con đi theo. Và ở đây hóa ra có đồ ăn thật, mấy ông này tính ra tử tế phết, cho ăn xong cho đi không làm gì thật. Cơ mà trước khi nhóm Arya kịp đi, thì một vài anh em trong hội đã vác theo một người đàn ông ông to béo bặm trợn vào quán trái đất tròn Hóa ra ông kia lại chính là chó săn. Aria thấy chó săn thì như thấy ma, khúm núm khép nép cố tránh mặt đi. Mỗi tội là không qua được mắt ông tướng này, bị lộ danh tính ngay lập tức. Thiên giờ đang bị một lũ lạ hoắc giam trong một căn phòng, chó lên cái hình dấu ích trông như chạy sâu nhân tố bí ẩn và bị tra tấn hết ngày này qua ngày khác. May là có một thanh niên trông như tạp vụ dọn rác trong hầm. Sau khi tất cả mấy thằng lạ mặt kia đi hết, thì tự nhận mình là người do nhà Greyjoy cử đến, hẹn đêm nay sẽ giải cứu Thiên. Cứu thế nào thì tí tính. Mở đầu tập 3 đám tang ông ngoại Rob được cử hành ở River Run. và trong đám tang chúng ta được gặp cậu của Rob, Edmer Tully Cái ông bắn mãi không trúng thiền tra này Vì em trai của ông ngoại Rob, ông già Brindon Người đã phải bắn hộ thằng cháu Vì Edmer quá gà không biết căn gió căn góc Để hỏa táng ông già quá cố Edmer quê, cơ mà ông này vẫn còn flex được Vì đã chiến thắng được quân Lannister Đuổi chúng khỏi Stone Mill và bắt được hai thằng bé con nhà Lannister Đến đây thì Rob bảo Ôi rồi ôi Tại kiểu cái chỗ đấy thì có giá trị chiến lược gì Tự dưng hao quân lấy mấy cái cối đá Trong khi mình cần lực lượng Để bú ngay pháo đài Casterly Rock giòn, Ngọt nước và nhiều vang chưa kể hai thằng trẻ con này thì đổi chác với ai được còn tin quá ít giá trị ở vương đô tywin triệu tập hội đồng cố vấn với ý định đưa peter baylock đến xứ Veil để cầu hôn bạn thuở nhỏ của peter là lisa arin bà mẹ của thằng bé robin bú tí ở mùa trước lôi kéo xứ Vêu về phe lannister vì lắc sắp đi vắng nên tywin sẽ tạm thời cắt cử tyrion lên làm chúa tể đồng xu Hai tên nôm là người cầm kho bạc nhà nước cái kho mà từ thời nestar còn sống đã nợ một đống tiền ấy. tyrion kiểu ối rồi ôi Bố có thương con thì bố cho con làm việc khác Con từ bé chỉ biết tiêu chứ có biết kiếm đâu Cho cầm cái kho âm tiền thì biết bao giờ nó mới dương Cơ mà Tywin bảo đây là sự đền đáp cho trận đánh ở Hắc Thủy Nên Tyrion phải ngậm mồm vào mà nhận job. Peter Baylock đi vắng Tức là cái nhà thổ của lão cũng phải đến tay Tyrion quản lý Thế là Tyrion cho thằng bé hầu cận Podrick của mình vào đời luôn Bằng việc cho chú bé vào gặp không chỉ một cô Hai cô mà tận ba cô gái ngành. À không tôi đếm thiếu Nhiều hơn ba cô đấy Trở lại phía bên kia bức tường Mans Raider và anh em đã gặp được những gì còn sót lại của đội gác đêm đống xác ngựa được xếp theo hình xoáy trôn ốc không có xác người nào tại người đều đã ngồi dậy nhập vào quân của lũ bóng trắng thấy thời cơ đã đến mans raider quyết định cử một đội anh em tinh nhuệ đứng đầu bởi to man treo qua bức tường để xuống phía nam móc lốp đội gác đêm tất nhiên là john được cử đi cùng đội gác đêm lúc này đã về được nhà craster và craster thì không vui lắm khi thấy lũ này vẫn còn sống kha khá ông tướng sam về đến nơi thì lại vào súng xít quanh gilly cô gái duy nhất mà sam từng tiếp xúc trừ mẹ và em gái ra đại loại là gilly vừa mới đẻ xong tin tốt là đứa bé không quay vào ô mất lượt thiếu mất bộ phận nào do cận huyết nhưng tin xấu là nó có tận ba chân và cái chân giữa ngắn ngắn này sẽ là thứ khiến Craster đưa thằng bé ra ngoài dâng cho lũ bóng trắng có vẻ là còn tệ hơn cả mất lượt thôi cứ gọi là siêu mất lượt đi xuống dưới tí ở phía nam bức tường Thien được thanh niên tạp vụ kia cứu ra bonus thêm con ngựa cơ mà cưới thế đéo nào đến sáng chúng nó đã bắt kịp Thien bị quay vào góc và chân tay bị tra tấn mãi có còn gì đâu đánh lại thì méo nào được nhưng may là ông kia lại đến giải cứu thiền lần nữa một bắn đi một xác à thằng này thì hai bắn ở bên kia biển hẹp tại Astapo Daenerys đang đi mua lính thì bị thằng chủ nô cười Vì có mà bán cả tàu cả dân đi Daenerys cũng chỉ mua được nhiều thì là 10 thằng ăn Sully Daenerys bảo giờ muốn mua hết quân Mua cả quân dự bị luôn Và giá mà cô đưa ra là con rồng to nhất Thằng chủ nô thấy điêu hời nên bú luôn Thậm chí còn xin được cô phiên dịch thông thạo 19 ngôn ngữ Tên là Missandei Trở lại Westeros Lại chỗ của Jamie và Brian Vì thời này chưa có tiktok với bóng đá Nên lính của Locke chỉ có một cách duy nhất để giải trí Là mang Brienne ra bóc tem Xem gái cao to khác gì gái bình thường không Cơ mà may là Jamie chém gió cũng nhanh như chém kiếm Bảo Brienne là con gái nhà giàu Mang về chat cho người ta chuộc Thì có mà bú đẫm Nên Brienne thoát được một mạng Được đà lấn tới Jamie tiếp tục võ mồm xem bọn kia có thả mình không Nhưng mà Locke bảo là nói ít thôi Bố Tywin của mày không có ở đây để nói đỡ đâu Rồi chặt luôn bàn tay phải của Jamie để thể hiện quan điểm Jamie thẫn thờ đờ đẫn Tại con dao của thằng kia thì bẩn mà giờ mất ngay cái bàn tay phải thì anh sẽ phải tập cầm chim đi đái bằng tay trái Brienne bảo là mất có thế tôi đã mất tinh thần phụ nữ ở cái thế giới này còn mất quyền làm người hàng ngày cái kia kìa quay trở lại với thiền The cat sat on the thì thằng trai đẹp cứu hắn đã đưa Thiên vào một đường hầm bí mật bảo là đấy là chỗ dẫn đến nơi chị gái Yara của hắn đang ở. Thiên thấy thằng này cũng tin tín, bắt đầu tâm sự chuyện đời, nỗi nuối tiếc vì những gì mình đã làm, sự đau buồn khi biết Nestak đã chết ở Vương đô. Cơ mà quan trọng nhất là tự thú rằng mình xạo chó, giết hai đứa trẻ random để thị uy. chứ hai thằng lỏi con nhà Stark thì vẫn đang lưu lạc ở đâu đó. Thằng trai đẹp kia kiểu ừ ừ, thấu cảm các thứ các thứ. xong dục Thiên ra khỏi đường hầm và đoán xem Thiên có tìm thấy chị gái không nào? Đáng tiếc là không. Thứ duy nhất Thiên tìm thấy là cái khung tra tấn hình dấu nhân mà hắn đã bị xúc vào như xích mấy hôm tên đẹp trai kia giờ mới nở một nụ cười biến thái chào mừng thiên trở lại dấu ích đánh dấu chuỗi ngày sống không bằng chết của thiên sẽ còn tiếp tục thằng này tên là ramsey snow con hoang của lão bâu tần tùy tướng của rob cho ai không biết thì ở vương đô Varys dạy cho Tyrion về luật nhân quả Tất nhiên là bắt đầu từ chuyện Varys bị mua lại Rồi cắt mất bộ ấm chén để tế ma tế quỷ như thế nào Và sau hàng chục năm thì cuối cùng cái người làm hại lão đang ở trong cái hộp này nên bài học cho Tyrion là nhân quả không chừa một ai quan trọng là phải kiên nhẫn tất nhiên là nếu có mỗi việc đó để làm thì Varys lại rảnh quá theo nhiều nguồn tin Varys biết được Peter Baylock trong chuyến hành trình đi đến xứ Veo vẫn sẽ tìm cách bốc Sansa đi cùng cơ mà tất nhiên như thế là không được thế là Varys hỏi bà già Olenna xem có cách khắc chế không và voila Hai bà cháu ở nhà Tyrell nghĩ ra cách là bây giờ hay cho Sansa cưới béng Loras Tyrell đi. Sansa nghe thế thì thích lắm, vì Loras đẹp hay bóng bẩy, có tặng hoa cô ở cuộc đấu ngày xưa. Cơ mà cóc biết là ông này chỉ thích đấu kiếm chứ không thích ăn hào. Ngược lên phía bắc, ở chỗ Craster, anh em hội gác đêm đã đói và rét lắm rồi, nhưng Craster vẫn vừa ngồi nhá vừa cười hê hề, chửi mấy ông gác đêm không ra cái thể thống gì. Anh em cáu lắm, nổ ra tranh cãi với lão già, rồi một thằng tức mình xiên lão chết luôn. tổng chỉ huy Gior muốn cứu vãn tình hình, nhưng đen cái là vừa rút kiếm ra đã bị một thằng khác đâm lén. Sam thấy biến này không giòn liền kéo Gilly -li và thằng con trai mới sinh bỏ chạy chạy đi đâu thì giờ mới biết xuống phía nam một tí cơ mà không nam quá về lại với nhóm aria ba đứa trẻ được hội huynh đệ vô kỳ trận cho phép vào hang trước là gặp chủ tướng beric donderian sau là chứng kiến màn solo garen hay đúng hơn là xét xử qua combat thắng thì thoát tội thua thì chết của chó săn cơ mà trận combat máu lửa này từ từ mới đến diễn biến tiếp theo xảy ra ở bên kia biển hẹp daenerys mang rồng đi gặp chủ nô để chốt kèo mua lính một rồng đổi lấy một đội quân cách kèo tưởng như hời của lão chủ nô cuối cùng lại bốc mùi kinh bờ lờ khi daenerys vừa có quyền điều khiển quân ansoli đã ra lệnh thì hết chủ nô còn lão già tham bị Daenerys ra lệnh cho con rồng lớn thui vàng giòn cả ra luôn À thôi cháy đen hết giòn rồi Nhưng cái giòn ở đây là Daenerys vừa quỳt được tiền Mua cả một đội quân vừa hùng hậu vừa thiện chiến Cộng 5 triệu điểm sức mạnh Tập 5 mở đầu bằng màn combat khét lẹt giữa chó săn và Beric Dù Beric có khắc chế cứng của chó săn là một thanh kiếm lửa thứ mà chó săn sợ nhì chỉ sau giềng mẻ mắm tô nhưng 3 triệu điểm thông thạo garen là một con số quá khó để vượt qua với một bổ quy chó săn chém gãy kiếm cầm lặng beric luôn tại xả một đường ngang vai thế này thì có sức đâu mà hét cơ mà ngay khi beric vừa gục xuống thoros chạy ra đọc lời cầu nguyện thế là giảm thời gian hồi sinh của beric xuống còn 10 giây trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người nhưng luật là luật chó săn đã chiến thắng chứng tỏ quang thần cho rằng hắn vô tội aria không chịu đòi ra tự giết chó săn nhưng bị mọi người ngăn lại vì thế khác nào cãi lại thần thánh sau khi chó săn rời đi Thoros và Beric mới giải thích. Ông Beric này không phải được hồi sinh lần đầu mà đã sống dai thành huyền thoại ít nhất 6 lần. Giả thuyết là quang thần chưa cho ông này chết vì còn nhiệm vụ phía trước. Trở lại với John, anh được White dẫn vào hang để từ cái hang to đi vào hang nhỏ, biến John từ một thằng bé trở thành một người đàn ông. White mồm vẫn bảo John Snow chả biết cái gì cả. Cơ mà sau khi phát hiện ra John hóa ra cũng biết vài thứ về phụ nữ thì tiếng cười của White chỉ còn ú ớ ngược về phía nam. Thì Brienne và Jamie đã bị mang về Harrenhal cơ mà lúc này thì Rob đã vắng nhà vì bận đi làm ma cho ông ngoại nên chỉ còn Ruth Bolton ở lại. Tư tế Quai người được cứu hôm trước đã xử lý lại vết thương cho Jamie trong lúc chờ xem sẽ làm gì với Jamie tiếp theo. Jamie được tắm rửa cẩn thận rồi thậm chí còn tâm sự mỏng với Brian trong bồn tắm, bí mật bật mí. Jamie phản bội lời thề và giết vua điên, cuối cùng cũng chỉ để cứu nửa triệu người sống tại vương đô. Khi lão già thất thế, đòi dùng hoang hỏa thiêu dụi cả kinh thành vì thua trận Cùng lúc đó tại River Run, chỗ làm đám tang của ông già Tully, ông ngoại Rob, ông Karstak vì quá nóng ruột trả thù cho con nên đã phá ngục la vào thịt hai thằng trẻ con nhà Lannister luôn. Rob thì cáu vì đã bảo ông này để yên đấy rồi. Chuyện người lớn tự dưng đi giết trẻ con nên phán ông già tội chết, chặt đầu ông trong một ngày mưa tầm tã. Và thế là nhà Karl Stark cũng bỏ về luôn. Ừ thì tận chung với vua là tốt, nhưng vua đang đâu chặt đầu lãnh chúa nhà mình, ngu mới ở lại. Thế nên giờ để bổ sung lại lượng điểm sức mạnh đã bị thất thoát Rob chắc chắn sẽ phải đi giảng hòa với nhà Frey Bằng cách nào thì chưa biết Có lẽ là quỳ xuống trước ông già nhăn nheo kia Ở ngoài vịnh hắc thủy Stannis giờ mới chịu đến thăm vợ và con gái Vợ Stannis không những không buồn vì chồng ngủ với nữ phù thủy đỏ Mà còn chấp thuận để ông có con trai. Con gái Shireen của Stannis Vô tình mắc một chứng bệnh nan y là bệnh vẩy xám Nhưng tuy mắc bệnh hiểm nghèo Cô bé vẫn vô cùng lạc quan vui tươi thậm chí còn dám trốn xuống hầm ngục dạy chữ cho hiệp sĩ của hành Davos bên kia vịnh Hắc Thủy ở Vương đô Tywin đã biết được kế hoạch bí chấm mật của Ole Na Tyrell và rõ là nếu Sansa mà cưới Loras thì quyền kiểm soát phương Bắc lẫn quyền thao túng hai garden của nhà Tyrell sẽ mãi mãi không nằm trong tầm tay của lão già để thu hút hết quyền lực về tay Tywin gọi các con đến để ra một siêu kế hoạch cực kỳ vip bro là Tyrion sẽ phải lấy Sansa làm vợ dù ông lùn này không hề thích trẻ con còn Loras gay không thích đàn bà thì cho cưới Cersei si. một phụ nữ đã đẻ đủ con cho đỡ mất công sản xuất hai đứa con ông này thì cay lắm nhưng giờ ý bố như ý chúa cãi thế nào được đầu tập 6 phía bên kia bức tường Tormann dẫn hội anh em thân tín trong đó có John và Wygreed đi leo tường cái tường thì thẳng cứng có tí gân và quan trọng là lên đến đỉnh thì gió rít vờ lờ Cơ mà may là sau vài vài lần chết hụt thì cả hội leo lên được còn đi xuống bên kia thế nào thì không ai biết ở phía nam bức tường chỗ hội huynh đệ vô kỳ trận cả đám đang chờ mang aria đi trả cho rob lấy tiền thì melisandre thình lình xuất hiện hóa ra thoros và melisandre là người quen cũ đều thờ quang thần dù dạo này thoros có hơi bê trễ việc truyền đạo không năng suất như đồng môn thoros bảo là dạo này đang bận làm giáp thiên thần cho beric và khi gặp beric thì đến melisandre cũng ngỡ ngàng vì trần đời chỉ có mỗi ông này sống dai thành huyền thoại như vậy cơ mà trở lại chuyện chính melisandre đến đây không phải để xem về thủ thuật hồi sinh mà là để tìm kiếm Gendry vì vài mục tiêu bí mật ở phương nam aria thấy genry bị đổi đi lấy vàng thì nghĩ rằng hóa ra bọn này toàn ông ba bị bán trẻ con vô cùng phẫn nộ cảm xúc mãnh liệt của cô bé va vào sự chú ý của melisandre và bà phù thủy ngay khi nhìn vào mắt của aria bảo là đèn pha con bé này giữ sau khó lấy chồng à mà ngoài ra thì nó cũng khiến cho vô số cặp mắt cứ thế mà cụp luôn báo hiệu một quả cây da cực sợ nằm ở tương lai thiên thì vẫn đang bị tra tấn đau đớn trên từng ngón tay kiểu như kfc vậy nhưng không giòn tí nào cùng lúc đó ở river Run, hai ông con xấu trai vờ của wilder frey đến thương thuyết với nhà Turley và Rob. Điều lần này là pháo đài Harren Hall cộng thêm việc Rob đã không cưới con gái nhà Frey nên giờ thằng đẹp trai thứ nhì sẽ phải lấy và thằng thứ nhì trong phòng không ai khác chính là ông cậu Edmer. Ông cậu nghe xong thì hãi lắm, tại ai chả biết gen trội của nhà Frey là gen xấu. Giờ đến ông ngoại Rob phù hộ thì cũng không biết có tránh được vợ xấu hay không, nhưng giờ cãi thằng cháu thì hài vờ lờ. Nhắc đến Harren Hall, lao tướng Bolton không thèm báo gì với Rob về việc Jamie trở lại Harren Hall mà thả hắn đi về vương đô. Với điều kiện Jamie nói với Tywin về tất cả những sự trợ giúp mà Bolton đã làm cho Jamie. Jamie đòi Bolton thả cả Brienne luôn, nhưng Bolton bảo là mỡ đấy mà hút đòi hỏi thêm nữa là cả tay trái cũng không còn nhắc đến tywin lannister thì ông này đang bắn rap với olena tyrell ở vương đô bà già olena thì bảo sơ si già quá thằng cháu bà còn trẻ nó còn muốn đi chơi tywin bảo thôi bà tắt văn đi cháu bà thì gái già hay gái trẻ khác gì nhau giờ cú có gai may ra khác tí nhưng mà sơ si là điêu hời vờ lờ rồi Người phụ nữ sinh nhất họ Lannister Đời người lên voi cũng chỉ nhờ cưới được vợ như thế Olena bảo là không muốn cho cháu bà dây Và người phụ nữ có tin đồn luận loan Thì bị Tywin chốt lại cho quả đe dọa không thể nào khắm hơn Giờ mà Loras không chịu lấy Cersei Thì Loras sẽ được một vé đi ngay vào hội vệ vương Theo thông lệ thì người ở hội vệ vương sẽ từ bỏ mọi chức tước không lấy vợ cả đời Nên giờ mà Tywin đi nước này thì nhà Tyrell coi như tuyệt tự Chỉ có chờ Mercury với Joffrey sản xuất ra thành viên mới Mà Olenna thì sợ gen của thằng Joffrey lắm rồi Nên đánh chấp thuận Biết được tin này Để cho nhân đạo thì Tyrion chọn cách nói luôn cho cô bé Sansa Và đoán xem Tyrion đưa ai làm người hầu cho Sansa nào Là Shae chứ ai và đoán xem nhìn người mình yêu được hứa hôn cho con bé này thì sao nè cày hơn ăn ớt chứ làm sao Peter bay lắc trong lúc nhà Lannister đang phải đau đầu thực hiện nước đi mà Tywin đề ra đã gọi Varys đến và bảo Varys là kết thúc ngay cái trò hèn hèn không dái đây đi muốn biết gì thì hỏi Ross người mà Varys mua chuộc làm gián điệp cho mình đã bị lão bay lắc mang cho Joffrey giết Varys không biết bay lắc rốt cuộc muốn có thêm gì nhưng lão tay bé chỉ trả lời đơn giản hỗn loạn là một cái thang và lão dự định sẽ dùng nó để leo lên càng cao càng tốt Bellish nói xong thì quay đít lên tàu đi luôn và có vẻ là không vác theo Sansa được nữa Sansa thấy thế thì vẫn buồn lắm Bộ não 14 tuổi ngây thơ của cô không biết rằng Ở cái đô thành này ai cũng là rắn cả Kể cả Tyrion Chẳng qua Tyrion có tí lương chi Thế nên là không động vào trẻ con thôi Nhưng mà đoán xem ai không hiểu ý Tyrion nào Xê chứ ai Nên nói chung là cũng mệt Tạm gác lại mấy vụ hôn nhân chính trị này Sang Essos với Daenerys Tưởng có quân rồi sẽ lên đường về Westeros đánh nhau luôn Cơ mà chưa Daenerys thấy thời gian mình ở Essos chưa hết Cô và hai ông cận vệ của một cô phiên dịch Cùng đến thành phố Yunkai Nơi có hẳn 20 vạn nô lệ phục dịch giới cầm quyền từ A đến Á Thấy Dany vác non một vạn quân đến gần thành Buộc Yunkai phải cử sứ giả ra tiếp Họ mang đến một hòm vàng Và lời hứa là nếu không đủ thì còn có thêm Và thích tàu thuyền thì người ta cũng cung cấp Mong rằng sau khi Yunkai trả tiền cho Daenerys Thì cô hãy để cho họ yên mà làm ăn cơ mà không Daenerys bảo là chế độ nô lệ là xấu thấm nhân tư tưởng của lincoln gandhi và bất cứ ông nào đòi quyền bình đẳng mà bạn có thể nhớ vào đây và ra hẹn nếu Yunkai không bác bỏ cái chế độ này thì coi chừng Daenerys mấy thằng cha ở Yunkai thì rõ là không thích cái ý tưởng này lắm tại tự dưng phải đổi mẹ Meta vì một thím trông còn chưa trải sự đời thì sao nổi quay đi biến về bảo chờ đấy tao gọi hội đến nói chuyện tiếp nói rất oai nên Daenerys phải bảo Jorah đi thám thính xem ai kê đít chống lưng cho Yunkai mà oách thế lúc này trở lại vịnh hắc thủy Melisandre đã mang Gendry về gần đến Dragonstone và bật mí bí mật động trời cho thanh niên rằng bố ông này là Robert Baratheon tức là tiên hoàng quá cố Gendry bảo thế thì ảnh hưởng gì con hoang liên quan gì đến gia đình của bố đâu Nhưng Melisandre bảo là con vua tức là có vương huyết trong người Và cái thứ đấy sẽ giúp nhiều người nhiều thứ lắm Làm Gendry càng sợ Không biết bao giờ mình sẽ bị đánh tiết canh Gendry đi thế Khiến cho Arya cực kỳ phẫn nộ Vì nghĩ hội huynh đệ đã bán Gendry đi lấy tiền Ừ thì cũng đúng là thế thật Nhưng mà này là hy sinh một người để cải thiện đại cục Arya không cần biết Cay cú chạy ra khỏi hang Thì quay đi quay lại bóng tối đến bắt cô bé đi Và bóng tối này thì không ai khác Chính là chó săn Thôi thế là khoản tiền chuộc Arya rơi vào tay thằng khác Sáng hôm sau tại pháo đài Harrenhal sau khi được tắm rửa chữa trị jamie được thả ra đi theo còn có tư tế quay bơn đi được một đoạn thì thấy sai sai nên đòi về đón Brian. Về đến nơi, Jamie thấy đám người nhà Bolton đang thả Brienne trong chuồng gấu Được trang bị mỗi một thanh kiếm gỗ, không giáp không khiên Mặc mỗi cái váy hôm qua, Jamie bảo sao ác thế Thì Locke trả lời là hắn chỉ có một con gấu thôi Không chịu được khi nhìn thấy bạn đồng hành của mình bị gấu xé xác đến nơi Jamie đánh liều nhảy xuống cứu Brienne lên Đánh dấu lần đầu tiên Jamie xả thân vì người khác Tất nhiên là sau vụ giết vua điên Cơ mà lần đấy xiên chết ông già thì cũng không nguy hiểm lắm Thế mà Jamie tự dưng cứu được Brienne về vương đô luôn Không ai dám mật trở lại với Thien. Sau chuỗi ngày bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, ông tướng này được hai cô gái ngành vào giải tỏa tâm hồn cho. Nhưng đáng tiếc đây lại chỉ là kế hoạch tâm thần của Ramsay Snow để biến Thien từ một thằng tự hào vì chân giữa thành còn mỗi hai chân. Chính thức làm nhà Greyjoy tuyệt tự vì Thien mất mẹ bộ ấm chén. Lượn sang chỗ Bran tí Thì Jojen Reed bảo Bran rằng Đã mơ thấy Jon Snow ở bên kia bức tường với man tộc Nên giờ về Hắc Thành cũng chả có ai kê cho Bran thì sau khi mơ ngủ mãi Giờ có ý tưởng là hay bây giờ đi qua bức tường luôn Sang chỗ của quạ ba mắt Vì có vẻ như nó có những kế hoạch VIP hơn cho Bran Cụ thể ở đâu thì không biết Osha kịch liệt phản đối kế hoạch này Rồi mới nói lý do sao cô phải trốn xuống phía nam Osa từng có chồng đàng hoàng Nhưng một ngày chồng cô trở về Như bị biến thành zombie Khiến Osa phải đốt căn lều của hai người rồi bỏ chạy Sang tập 8 Giờ Arya thành tù nhân không chính thức của chó săn Ông tướng này dự định sẽ mang Arya về trả cho Rob Và Catelyn Stark Đổi lấy tiền để tiếp tục đi hành tẩu giang hồ Cơ ở ngoài việc xấu và cục ra thì chính ra ông này cũng tốt phết giờ không bị thằng vua con nào điều khiển thì không phải làm mấy trò con bò thường thiên hại lý nữa họ xem google map để đi đến pháo đài đôi của gia tộc frey vì biết là hai mẹ con nhà kia sắp đến đấy để dự đám cưới tạm thời xa hai chú cháu bất đắc dĩ bên kia eo biển hẹp Daenerys đã được ngài Jorah phím cho xem ai mới là người đăng kê cho Junkai hóa ra đó là một đội lính đánh thuê tên là những đứa con thứ nhìn cơ bản số má thì 2.000 mạng con thứ ăn thế nào được 8.000 quân ăn su ly. Nhưng mà thôi Để đỡ hao binh tốn tướng Thì cứ thương lượng cho nó dễ Vì chưa bao giờ đi chợ ở Việt Nam Daenerys thì vẫn dùng con bài tẩy duy nhất Nghe lời hay là thôi Nhưng mà mấy ông tướng đứng đầu đoàn quân thì có vẻ là cứng phết Không quan tâm tri dân Cơ mà ngoài cứng thế thôi Chứ mấy thằng cha này biết thừa, đánh Daenerys giờ chỉ có chết Vì không chỉ bị áp đảo về số lượng Mà Daenerys còn có máy bay phun lửa bằng thịt Và có thằng nào chém được lên trên đâu Nên giờ ra kế hoạch Bốc thăm xem đêm nay thằng tướng nào sẽ phải đột nhập vào doanh trại để giết Danny Trong số 3 ông tướng này Dario Naharis là ông bốc được quả chiến dịch tối nay. Ông này giả trang thành một người lính Ansuli và lẻn vào tận lều Denny lúc cô đang tắm, uy hiếp Miss bằng dao để bắt Daenerys nghe lời thương lượng. Hóa ra thanh niên này đến đây không phải để ám sát mà để quy phục Denny Bằng chứng là hai cái đầu của hai ông bạn đây. Có vẻ như ông tướng này không hẳn là sợ Denny và quân Ansuli mà đơn giản chỉ là bị thồn lần mê hoặc và rõ là thu nhận ông này thì bú thêm cả đoàn quân những đứa con thứ nữa. Nên là tội gì mà Daenerys không nhận? Trong lúc Dario đang thể sẽ chết vì gái thì tại vương đô hôn lễ giữa Sansa Stark và Tyrion Lannister được cử hành trong chính cung điện hoàng gia và ông già lùn lẫn cô dâu chưa đủ tuổi đều không mấy hào hứng cho lắm. Trong bữa tiệc cưới, Tyrion muốn uống rượu để cắt đôi nỗi sầu Cơ mà uống say quắc cần câu có vẻ sầu vẫn chưa tan Được thêm ông bố của năm Đến bảo Tyrion phải đẩy cho Sansa đẻ càng nhanh càng tốt Thì phương Bắc mới mong về tay Tyrion Và tất nhiên là tay nhà Lannister Làm Tyrion càng thêm phẫn nộ Tí thì làm ẩm cả cái đám cưới lên Cơ mà vẫn còn đủ tỉnh táo để không tiếp tục dọa dạ cắt chim Joffrey Là người duy nhất còn lương tâm trong cái nhà Lannister Tyrion bảo Sansa là yên tâm Chú sẽ không làm gì cháu nếu cháu không muốn Xong lăn ra ngủ trên ghế luôn Đến với một đứa trẻ con, tôi nghĩ thế khác là Gendry. Gendry đang bị dụ dỗ bởi Melisandre, người phụ nữ vừa to tròn và nhiều kinh nghiệm này, nhưng không phải để giúp đưa cậu bé vào đời, mà để trói lại rồi mang đĩa phép ra hút máu Gendry, vương huyết để phù phép rồi hiến tế. Mỗi con đĩa mà Melisandre đưa cho Stannis để ném vào lửa là một thằng ngụy vương sẽ phải đi bán muối, Robb Stark, Joffrey Baratheon và thêm cả Ba lần Greyjoy. Vua quần đảo sắt, người mà con trai vừa bị mất bộ ấm chén nữa, hiệu quả đến đâu thì từ từ xem. Ở một diễn biến khác, trên phía bắc, Sam đã kéo Gilly tới một căn lều bỏ hoang, nhưng mà ngồi chưa ấm đít thì từ đằng xa đã có một thằng bóng trắng mò đến, chắc là để bắt đứa bé của Gilly. Sam anh dũng chống trả, nhưng mà dũng cảm không thôi thì không tăng đủ lực chiến đâu. Thanh kiếm của Sam bị con bóng trắng bóp gãy vụn, rồi anh béo bị hất ra xa cực chẳng đã sam đã phải sử dụng mũi giáo long thạch đâm vào người con bóng trắng và thế là nó biến thành ba bịch đá cân luôn ngon thế là có vũ khí để ăn bọn bóng trắng này rồi và thế là họ chạy luôn không kiểu đêm dài lắm mộng sang tập 9 rob stark đã tới được pháo đài sinh đôi của nhà frey cố thuyết phục đứt lưỡi để lão già wowder frey tha thứ lão frey bảo chạy theo tiếng gọi của tình yêu thì không sai biết hối lỗi là tốt lão frey cũng chấp nhận việc Edmer sẽ cưới con gái lão thế là hôn lễ được cử hành luôn cho nóng và với ông cậu của rob thì cái này khác gì tài xỉu đâu cô dâu không đến nỗi thì tài Xấu như 15 đứa còn lại của lão Frey thì xỉu Mà xỉu là xỉu giữa đám cưới luôn Mày qua SSR Cô dâu sinh Thôi thì Sm cũng không tới xấu Nói chứ giờ lại phải quay lại chỗ Daenerys Thằng cha Dario kia Vì muốn lấy le với gái và Flex trình trước mặt hai ông già mới thảo ra quả kế hoạch móc lốp thành Yunkai từ cửa hậu để dâng cả thành Yunkai cho Daenerys. Đêm đến, Dario, Jora cùng đội trưởng sâu xám của quân Ansuli lẻn vào thành Yunkai. Lũ kia chưa biết việc Dario lật mặt, hồn nhiên để thằng trả vào, giết hết lính canh cửa hậu rồi thọc sâu vào hơn nữa. Mấy ông tướng này máu me be bét về gặp Daenerys, thả cho cô mấy cái đầu, báo rằng Yunkai giờ đã về tay cô. Ở một diễn biến khác, khác nữa, chó săn Sandor và Arya trên đường đến tiệc cưới thì bắt được một ông chở lợn muối đến cho đám cưới. Chó săn đánh ngất người đàn ông định thủ tiêu ông ta luôn thì bị Arya ngăn lại quen nghe lời trẻ con rồi nên chó săn cãi mãi không được thế là hai chú cháu cướp được xe thịt để cải trang cho nó dễ dù trước đấy chó săn đã tranh thủ làm vài miếng cho đỡ đói đội của ông tướng Bran thì đang lên phía bắc lại gặp phải một cơn bão rõ to nên phải trốn trong một tòa tháp cái chỗ này thì gần chỗ của John và anh em man tộc nên khả năng cao là sẽ có Innova John và anh em man tộc đang lấp lấp ló ló chuẩn bị theo lệnh cho man cướp một trang trại ngựa để tạo lợi thế khi đánh nhau với mấy thằng đi chân đất của đội gác đêm ông chủ chạy ngựa bỏ chạy khiến cho man sai người đuổi theo định xử lý ông cho kế hoạch bí chấm mật tất nhiên là ông kia chạy thế nào đến đúng chỗ tòa tháp mà bran và các bạn đang trú đúng lúc này thì mưa to sấm chớp đùng đoàng khiến ông béo hô đo hoảng loạn la hét liên tục buộc bran phải nghe lời Jorgen, nhập hồn vào hô đo để làm ông già cao lớn bình tĩnh lại tí thì bị mấy thằng man tộc phát hiện ở dưới tháp ông lão chăn ngựa bị bắt và thằng cha thú nhân thì bắt Jon phải giết ông già để chứng minh mình đã hoàn toàn trung thành với man tộc cơ mà john thì từ xưa có muốn giết người vô tội đâu nên cứ chần chừ mãi làm white phải ra tay tên kia coi đó là bằng chứng rằng john vẫn rất láo khiến cho man ra lệnh cho anh em quay vào giết John, tình thế hiểm nghèo. Bran phải nhập hồn vào một con chó gần đấy để cứu anh, tạo thời cơ cho John giết chết tên thú nhân man tộc rồi lên ngựa bỏ chạy để Wildread ở lại. Rõ là cáo vì thằng bồ mình hết lòng hết dạ, quay ra cắn vào đít mình như này. Trở lại với Bran sau khi cứu anh xong, nhận ra chuyến này đi dễ khó về nên bảo Osha hãy đưa Recon đến pháo đài Last Hearth, nơi có đồng minh của nhà Stark ở đó. Còn mình và hai chị em nhà Reed thì tiếp tục lên phương Bắc, coi như chỗ Bran đã tạm ổn. Còn chỗ của anh trai cả nhà Stark là Rob thì cũng khá gì và này nọ Chú rể Edmer gacha nổ hũ Còn Rob thì cũng có tin vui Là Talisa đã mang thai Kết thúc bữa tiệc Khi Edmer và cô dâu mới được đưa đi động phòng Thì căn phòng tiệc cưới xoay phát 180 độ Cửa giả bị đóng kín mít Còn nhạc công thì đổi từ Vinahow Sang bài hát thương hiệu của nhà Lannister Rain of Castamere Thấy có điểm không ổn bên ngoài thành Aria và chó săn đã đến nơi và ông tướng chó săn có đang mải tìm cách đi vào vì đám cưới tàn của MNR thì Aria đã chạy bay đầu mất trở lại phòng tiệc cưới Kathleen Stark thấy có mùi không ổn ven áo lão già bầu tần lên thì thấy lão vẫn mặc nguyên giáp lót phía trong biết ngay là vụ này có lão nhúng tay vào Kathleen cho bâu một phát tát rồi cảnh báo Rob Stark nhưng chuyện đã quá toang lính nhà Frey đã kịp rút dao ra đâm liên tiếp vào bụng bầu của Talisa còn Rob trong khi chạy ra chỗ vợ thì bị lính đánh xa của nhà Frey găm tên vào người như bia tập bắn đoàn tùy tùng nhà Stark bị tắm máu người đã đảnh, kể cả chó của Rob cũng bị xử lý, trong khi lão già Frey ngồi sung sướng. Arya thấy mùi không giòn, nhưng chả hiểu sao vẫn đòi xem tận mắt, nhưng bị chó săn Sandro đánh ngất rồi vác đi. Trong bàn tiệc, Ketlin bắt được vợ Wilder Frey, dọa sẽ cắt cổ cô ta nếu lão không dừng lại. Nhưng Wilder bảo hết con này ta mang với con khác, cho giết Frey. Thằng hứa leo như Rob đáng tội chết, lão Bolton lúc này mới ra áp sát ông vua con, cho một nhát ăn ngay một nghìn vàng sát đao. Ketlin thấy con trai cả chết, gào khóc thảm thiết, rồi giết chết vợ lão Frey luôn sau đó thì bị một người nhà frey cho luôn một da vào cổ sự kiện đẫm máu hủy diệt toàn bộ lực chiến nhà stark về sau này được nhắc đến với tên gọi là đám cưới đỏ kiểu vì máu me nhiều ấy để thêm phần sỉ nhục nhà frey còn chặt đầu cả người lẫn chó rồi khâu đầu của chú chó sói của rob lên người anh mang đi diễu phố ăn mừng. Chó săn đánh đưa Arya rời đi trong sự bàng hoàng. Chỉ cần đến sớm tí thôi là Arya rất có thể cũng nằm trong đống xác kia luôn. Tin này nhanh chóng được lan truyền tới vương đô. Tywin thì hài lòng. Nhưng người trông vui nhất lại là thằng chó con Joffrey để thể hiện thêm tính dã man con ngan của mình. Joffrey còn đòi viết thư cho lão giả Frey, bảo mang đầu Rob về đây để cho Sansa xem, khiến Tyrion phẫn nộ. Con bé không còn là đồ chơi để mày hành hạ nữa. Có chứ, tao là vua cơ mà. Ai mà ta chả hành hạ được. Ông nên nhớ điều đấy. Mỗi khi ông định mở mồm cãi lại ta, đồ quái vật lùn giờ ta là quái vật cơ đấy thế thì cháu có lẽ nên nói chuyện với ta nhẹ nhàng hơn vì ai cũng biết là quái vật thì rất nguy hiểm còn vua thì dạo này chết như ruồi joffrey giận tím người định quạt lại thì bị ông ngoại chỉnh đốn thằng nhõi con này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vẫn còn dám bật lại ông khiến cả hội đồng tròn mắt nhìn vì chả có ai láo với tywin mà có kết cục tốt đẹp nên cersei đành phải đưa joffrey vào phòng trước khi cái thằng ngu này làm tywin thấy hối tiếc vì đưa nó lên ngôi sau khi mẹ con nhà vua cùng các quan thần đã đi hết tyrion ngồi nói chuyện riêng với bố và biết được chính tywin đã chống lưng cho lão già walter frey để làm một quả trở bẩn như thế này Chai thừa nhận là đánh thế bẩn thật Nhưng trong chiến tranh và tình yêu thì thủ đoạn nào chả được Miễn là kết thúc sớm, chốt điều nhanh Nhà Stark gần như tuyệt diệt Nên giờ lão già đâm sau lưng Ruth Bolton Được Chai Win cho lên làm người bảo hộ phương Bắc Tất nhiên là cho đến khi Tyrion có con với Sansa Thằng Ramsay Snow, con hoang nhưng thừa hưởng phun gen tàn bạo của bố Thì vẫn tiếp tục tra tấn Thiền mỗi ngày hòng bẻ gãy ý chí người thừa kế cuối cùng của nhà Greyjoy. Sau nhiều ngày sống không bằng chết, giờ Theon bị Ramsay biến thành con thú cưng, đặt cho cái tên mới là Rick, nghĩa là bốc mùi, để thể hiện rằng nhà Bolton toàn bọn biến thái hen tai súc vật. Ramsay còn gửi ngay bộ ấm chén của Theon về cho Balon, ra yêu sách rằng lão già muốn Theon còn sống thì nên rút hết quân khỏi phương Bắc. Bà lần thì cóc quan tâm, tại Theon đã ngu còn không nghe lời, nhưng chị gái Theon là Yara thì không chịu, làm trái ý bố, triệu gọi hết anh em tình nhuệ lên con tàu nhanh nhất đi giải cứu thằng em trai ngược lên phương bắc một tí sam và gilly đang trốn xuống thì gặp bran và những người bạn đang đi lên chỉ cần nhìn thấy con chó của bran sam đã nhận ra ngay đây chính là bran người em trai tê liệt của john Sam thấy thế thì mừng lắm, mang đồ long thạch ra chia cho đám bạn của Bran và tất nhiên là hứa sẽ đưa Bran đi đến căn hầm để sang bên kia bức tường. Sau khi nhóm Bran rời khỏi, Sam đưa Gilly về hắc thành Castle Black và được tư tế Aemon cho tá túc. Ông Aemon nghe những gì Sam báo cáo thì lập tức huy động hết quạ của đội gác đêm, gửi thư đến mọi lãnh chúa to nhỏ của bảy vương quốc tại Dragonstone. Tin Robb Stark tèo cũng đã đến tay Stannis, hóa ra là cái trò hiến tế kia cũng có tác dụng. Mỗi tội là Stannis vẫn chưa tiến được thêm bước nào nên định hiến tế Fullock luôn để cho nó tín. Davos hết sức phản đối nên nên chờ đến lúc tảng sáng thì thả ghenry đi luôn điều này khiến stanis hết sức tức giận đòi xử tử hiệp sĩ củ hành nhưng may mà bức thư từ hắc thành đã tới melisandre thấy bức thư thì quay xe luôn nói đỡ cho ngài davos thoát tội chết nhưng giờ ông phải chạy ngay đi tuyển thêm thật nhiều quân để gia tăng lực chiến vì melisandre biết rằng cuộc chiến lao nhau tranh giành ngai sắt này chả là cái khỉ khô gì so với cuộc chiến chống lại lũ bóng trắng sắp nổ ra ở phương bắc nhắc đến phương bắc giờ thì john mới đi ngựa về đến hắc thành thương tích đầy mình vì đã chạy được rồi còn đòi quay lại gặp người yêu khiến Wild nổi cáu, bắn John 3 phát nhưng không kết liễu vì vẫn còn yêu anh cơ mà thôi giờ về được với anh em rồi cứu chữa rửa giấy còn chờ đánh nhau với man tộc phía nam Brienne và jamie đã về được đến vương đô và về đến nơi thì jamie phải đi tìm sơ si luôn nhưng hắn đã không còn là Jaime của ngày hôm qua bên kia eo biển hẹp daenerys sau khi trao trả tự do cho toàn thể nô lệ thành yunkai được người dân tung hô lên làm đức mẹ báo hiệu rằng hành trình giải phóng nô lệ của cô sẽ còn tiến xa hơn nữa và đó là tất cả những gì đáng nhớ đã xảy ra trong mùa 3 của game of thrones trò chơi vương quyền còn bây giờ thì tôi còn quại xin chào và hẹn gặp lại